Nhìn cây này bông rất là tuyệt vời. Cây này bông giấy thì được thôi, nó rất là đơn giản, cách người ta làm cái gốc thôi, chứ là tự nhiên bông ra thì rất là đẹp. Các bạn nhìn cây này mà. Cây rất là đã. Nhìn rất là mê. Đây một cây cũng rất là nhiều bông này. Gốc rất quái ha. Quá đẹp. Các bạn đang xem những cây bông hoa giấy của anh Quang Thiện, thị trấn Đập Đá. Quá đẹp. Cây hoa giấy ra bông quanh năm. Cây bông giấy của vườn anh này thì rất là khủng, và với cách chăm sóc đặc biệt thì thấy nó ra bông quanh năm, lúc nào cũng có bông, rất là hay. Thank you.
Ê, ông giới nhìn là mệt luôn. Các bạn đang chiêm ngưỡng một cây bonsai dây rất là to. Cây thân cây bằng thân của một người lớn luôn, rất là lớn. Cây bông có hai màu trắng và đỏ, quá là đẹp. Cây rất khủng. Bồng quá dữ.